Đây là một trong những cái thứ làm thay đổi cuộc đời của Đức, thật sự là thay đổi cuộc đời đấy. Nếu mà mình không biết cái kiến thức này thì không biết là bây giờ cuộc đời mình đi đâu về đâu luôn. Và hôm nay Đức chia sẻ với cái này thì cũng hy vọng rằng là sẽ giúp ai đó nhìn nhận thay đổi cuộc đời sau khi mà nghe được cái kiến thức này. Các bạn nghe về cái gọi là kim tứ đồ rồi đúng không? Kim tứ đồ thì đây nó là một cái kiến thức được viết bởi ông Robert Kiyosaki. Ông mà viết ra cái cuốn sách Dạy con làm giàu ấy, cha giàu cha nghèo ấy. Đấy thì kim tứ đồ, kim là vàng, đồ là đồ thị, tứ là bốn. Thì tức là ông ấy nói rằng là người trên thế giới này này, những người mà còn đang đi làm ấy, thì sẽ thuộc một trong bốn nhóm sau đây. Nhóm đầu tiên gọi là nhóm đi làm thuê. Nhóm thứ hai, nhóm này gọi là nhóm làm chủ nhỏ. Nhóm thứ ba là nhóm những người làm kinh doanh. Nhóm thứ tư là nhóm những người làm đầu tư. Đức vẫn nhớ hôm đấy là một cái ngày cũng buổi sáng đẹp trời như này này. Mình xuống căng tin ngồi uống nước, ngồi ăn sáng. Thế là nghe thấy mấy cái đứa bàn bên nó nói chuyện, thì trong đấy có một thằng cu nó chia sẻ cho những người khác về cái gọi là kim tứ đồ này này. Mình nghe xong mình thấy wow, hay thế. Mày bảo mày đi học cái gì ở đâu ấy, cho tao đi học với. Thì từ đấy là nó chia sẻ cho mình cái này. Đấy, sau đó nó dẫn mình đi học những cái lớp về phát triển cá nhân, phát triển bản thân, phát triển con người. Thì từ đấy mình mới biết có cái môn gọi là môn phát triển con người ở cái thế giới này. Nhưng ngày trước là không biết những cái môn đấy. Thì từ sau học những cái đấy là mình thay đổi. Thì ngày xưa ấy, Đức thi vào trường Đại học Dược Hà Nội. Thì mình cũng chả biết là trường đấy nó sẽ dạy mình cái gì, làm cái gì. Nhưng mà nghe bà cô, hồi đấy là bà dạy hóa, bà ấy bảo là em thi vào đấy đi, vào đấy là việc nhẹ lương cao. Thì chỉ biết là vào Đại học Dược thì được việc nhẹ lương cao thôi. Sau khi vào Đại học Dược thì mình mới hỏi một cái ông anh khóa trên, ông ấy đi làm được mấy năm rồi. Mình hỏi là anh ơi, thế đi làm mấy năm như thế thì thu nhập anh được bao nhiêu rồi? Ông ấy nói là anh kiếm được khoảng 20 triệu một tháng, thu nhập thêm nữa, gọi là làm thêm đá thêm cái nọ cái kia thì cũng được khoảng 30 triệu. Thì mình tính nhẩm vào 30 triệu một tháng thì bây giờ ăn hết tầm khoảng 15 triệu rồi, còn có 15 triệu. 15 triệu tiết kiệm thì một năm thì mới được khoảng 180 triệu, cứ cho là 200 triệu, 10 năm mới được 2 tỷ. Thì bao giờ mới có nhà, bao giờ mới có xe? Tính bảo chết rồi, làm cái công việc đấy là việc nhẹ nhưng mà lương không cao lắm. Thì sau khi mà nghe xong kim tứ đồ thì cái động lực của mình thay đổi nó càng mạnh mẽ hơn. Thì nói về kim tứ đồ thì nó là như thế này. Nó chia con người thành bốn nhóm như này. Thì bên trái kim tứ đồ này, những cái người làm thuê và làm chủ nhỏ này. Nhóm này là về dân số là chiếm khoảng 90% dân số thế giới. Về dân số nhé. Thì bên này 10%. Tức là cái nhóm này rất là đông, đúng không các bạn? Ừ. Nhưng mà về tài sản thì nhóm bên này chiếm có 10% thôi. Ừ. Còn cái nhóm bên phải kim tứ đồ thì chiếm đến 90%. Tổng tài sản của khoảng 40 mấy ông giàu nhất thế giới cộng lại, nó đã bằng nửa tài sản của thế giới rồi. Thì đây là một con số ước chừng. Tức là bên trái thì 90% dân số nhưng chiếm có 10% tài sản. Bên phải là 10% dân số chiếm 90% tài sản. Mình nghe xong cái này ạ, là mình thấy chắc là mình nên sang bên này. Rồi thì bây giờ mình phân tích nói như thế nào về những người làm thuê. Những người như nào được gọi là người làm thuê? Bác sĩ, kỹ sư, công an, giáo viên, những người làm gọi là dân văn phòng. Thì những cái người đấy thuộc nhóm làm thuê đúng không? Cái nhóm này làm mấy tiếng một ngày các bạn? Nhóm này làm 8 giờ một ngày. Thường là sẽ là 8 giờ một ngày. Nhóm này thì thu nhập khoảng 3 tiền một tháng. Trung bình bình quân bây giờ nhóm đi làm thuê, trung bình quân nó sẽ rơi vào tầm khoảng bây giờ khoảng 10 triệu, 10 15 triệu. Nếu mà làm thuê gọi là có thâm niên lâu thì sẽ lên tầm khoảng 15 20 triệu đúng không? Nhưng mà 15 20 triệu thế không ăn à? Không chi phí sinh hoạt à? Không cưới xin đám giỗ đám hỏi à? Không ốm đau bao giờ? Thì cái nhóm này 15 20 triệu ấy, thì có để được tiền không các bạn? Có tiết kiệm được đồng nào không? Không. Nhưng mà cái nhóm này là ít tiền đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà đi làm ấy thì cái cảm xúc của họ là phụ thuộc vào ai các bạn? Phụ thuộc vào ông chủ. Nếu hôm nay ông chủ vui thì mình vui. Còn nếu như mà ông chủ buồn thì mình có vui được không? Khó vui lắm. Cái tiếp nữa, nhưng mà cái đau đớn nữa, đấy là ông bà bố mẹ chúng ta, cả xã hội chúng ta khuyên chúng ta vào cái nhóm nào? Rơi vào nhóm này. Mình hay nghe cái câu là gì?
con ơi con cố học thật giỏi để con kiếm một cái bằng để sau này ra xin được một công việc ổn định. Ngày xưa các bạn có được nghe câu đấy không? Thì cái công việc mà chúng ta coi làm ổn định ấy, các bạn để ý nhá, một ngày bắt đầu những công việc cũ và cuối tháng nhận mức thu nhập cũ thì công việc đấy gọi là công việc cố định chứ không phải công việc ổn định, là công việc cố định nhá. Thì làm cái công việc cố định nó có thích không? Nó không thích một tí nào cả. Nên là cái nhóm làm thuê này này là cái nhóm mà thứ nhất là luôn thiếu tiền, thứ hai là cảm xúc luôn phụ thuộc vào người khác. Rồi thế còn cái nhóm làm chủ nhỏ là như nào? Nhóm làm chủ nhỏ, những người như nào làm chủ nhỏ? Chủ quán cắt tóc này, chủ quán cơm này, chủ quán cà phê này, chủ tiệm nail này, chủ phòng mạch này. Tức là những cái người mà sau khi người ta làm thuê rồi, sau đó thì người ta thấy công việc làm thuê nó không ổn lắm, về người ta tách ra người ta làm chủ nhỏ, người ta mở ra một cái doanh nghiệp, mở ra một cái cửa hàng. Thì người ta vừa làm chủ, vừa là nhân viên, vừa là kế toán, đôi khi kiêm cả bảo vệ luôn, kiêm cả thu ngân luôn. Thì làm chủ này là cả chủ nhật luôn. Thì cái ông làm thuê này là làm 8 giờ một ngày, thế ông làm chủ nhỏ là làm mấy giờ một ngày? Nhóm này là làm 12 đến 16 giờ một ngày. Cá biệt có những nhà làm đến 18, 20 giờ, 12 đến 16 giờ một ngày. Cái nhóm chủ nhỏ này có tiền không các ạ? Cái nhóm này có tiền không? Nhóm này có tiền nhé. Nhóm làm chủ nhỏ là nhóm có tiền nhưng mà không có thời gian tiêu tiền. Cái nhóm này bảo đi chơi thì họ rất là sợ. Kể cả bảo đi chơi, đi nghỉ, họ rất là lo. Họ lo tại sao các bạn? Không ai làm cho mình. Và một cái đau đớn nhất của cái đội làm chủ nhỏ này này, thì họ luôn nghĩ là mình là người giỏi nhất trong cái công việc của mình. Nên là khi mình rời đi, không ai thay thế mình được. Cái ông chủ quán cắt tóc ấy, thì ông ấy nghĩ là mình là người cắt đẹp nhất, và thực tế là ông là người cắt đẹp nhất thật. Cái ông chủ phòng mạch ấy, thì ông ấy là cái người mà cũng là người khám tốt nhất, chữa bệnh tốt nhất. Ông chủ phòng nha khoa cũng là cái người mà làm răng tốt nhất. Thì ấy, khi mà người ta đã là người tốt nhất, khi mà người ta rời đi, người ta rất lo là người ta sẽ bị mất khách hàng. Đấy, thì cái nhóm này là đi chơi cũng không vui vẻ được, thâm tâm người ta không muốn đi chơi. Thì mẹ Đức là thuộc cái nhóm này này, nhóm chủ nhỏ này. Nhà Đức là có cửa hàng vịt quay, thịt quay. Mẹ Đức là trực tiếp là ướp, là nướng, là đứng bán luôn. Đấy, nên là khi bà đi vắng ấy, bà đi chơi, ví dụ mình cho tiền đi du lịch ấy, thì chỉ đi được cái ngày thứ hai thôi, đến ngày thứ ba là sốt ruột rồi. Đấy, mà nhất là đang đi chơi mà ví dụ khách ở nhà nó gọi là chị ơi cho em con vịt, là ở đây là sốt sình sịch ấy. Buồn là một chuyện, nhưng cứ bảo mình là tao mà đi vắng ấy, là thằng bên cạnh nó cướp hết khách. Là nhóm này là có thể có tiền nhá, nhưng mà không có thời gian tiêu tiền. Đấy, còn nhóm này có tiền không các bạn? Nhóm này thì ít tiền. Nhóm này là ít tiền, nhóm này có tiền. Nhưng mà trong hai nhóm này này, thì nhóm nào khổ hơn? Chủ nhỏ khổ hơn. Trong các nhóm ấy, thì nhóm làm thuê là nghèo nhất. Còn nhóm chủ nhỏ này là khổ nhất. Cái nhóm làm thuê này nhìn nó ít tiền đấy thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn sướng ở cái chỗ là hết giờ hết việc phát là ta đi chơi. Ví dụ ở Đức có thằng cu trợ lý kìa, nó chỉ làm việc đến 5:30 chấm công phát là không thấy mặt đâu luôn, về không phải nghĩ gì luôn. Đấy là đúng hết giờ là về, hết giờ là không phải lo. Đấy, nhưng mà cái ông chủ nhỏ này lo suốt, kể cả đóng cửa lên giường đi ngủ vẫn lo. Rồi tiếp đến cái nhóm kinh doanh, thế như nào là những người kinh doanh anh chị? Những người như nào là những cái người ở cái ô kinh doanh này? Những cái người kinh doanh, ví dụ như anh chị đi ăn KFC, mình có nhìn thấy ông chủ của KFC ngồi đấy không? Đi uống cà phê Highland, mình có thấy ông chủ Highland ngồi ở quán không? Có thấy đứng ở quầy thu ngân không? Không. Thì đấy chính là những người kinh doanh. Những người kinh doanh là những người mà xây được một cái hệ thống để tạo ra tiền cho mình. Thì đấy là những cái người kinh doanh. Còn những cái người mà vẫn phải lao đầu vào làm, đấy, vẫn phải hàng ngày làm cái công việc của mình để ra tiền, thì đấy vẫn thuộc cái nhóm chủ nhỏ thôi. Còn nhóm người kinh doanh là người ta có hệ thống rồi, có nhân sự rồi, có đội ngũ rồi, có quy trình để người khác vận hành, người khác làm cho mình. Thì đây là thuộc cái nhóm kinh doanh. Thì cái nhóm kinh doanh này này, theo chị em có nhiều thời gian không? Có rất nhiều thời gian. Theo chị em có nhiều tiền không? Có rất nhiều tiền. Và một cái quan trọng của đội kinh doanh này nữa, đấy là có thể đòn bẩy được từ người khác. Với cái nhóm bên này này, nhóm làm thuê và nhóm làm chủ nhỏ này, thì nhóm này là làm bằng sức của mình, làm bằng trí tuệ của mình, làm bằng thời gian của mình. Thì những cái đấy là hữu hạn hay vô hạn các bạn? Nó là hữu hạn.
Nhưng mà mong muốn của con người là hữu hạn hay vô hạn? Là vô hạn. Thì cái nhóm bên này nó dùng cái hữu hạn để đổi lấy cái vô hạn. Cho nên là họ luôn trong cái trạng thái mệt mỏi, không có là đạt được cả. Bởi vì sức người là hữu hạn, thời gian là hữu hạn, trí tuệ của bản thân mình là hữu hạn. Dùng cái hữu hạn đổi lấy cái vô hạn, cho nên là đau khổ. Còn cái ông bên này này, ông ấy có thể đòn bẩy được. Thì ông bên này có thể nó có một cái thuật ngữ nó gọi là OPM, đòn bẩy. OPM là other people money, tức là dùng được tiền người khác. Other people money, OPT, other people time, dùng được thời gian của người khác. OPB, OPB là gì các bạn biết không? Other people brand, đòn bẩy được thương hiệu của người khác. Ví dụ bây giờ các bạn sẽ thấy là ví dụ như là cái hãng thời trang Jody đi, nó đang bán hàng rất là tốt. Mình cũng muốn có một cửa hàng quần áo, nhưng bây giờ mình xây dựng một thương hiệu nó mất thời gian lâu. Thì bây giờ gặp cái ông Jody bảo mày cho tao nhượng quyền, thì nó cũng sẵn sàng cho mình nhượng quyền thôi, mình trả cho nó ít phí. Đấy thì là đòn bẩy được thương hiệu của người khác. Đấy, hay ví dụ như là các vị đi sang nước ngoài, các vị thấy là cà phê Starbucks rất là ngon, cái mô hình cà phê đấy vận hành rất là tốt, kiếm rất là nhiều tiền, thì các vị bê cái mô hình Starbucks đấy về Việt Nam. Đấy thì các vị cũng kiếm được tiền. Other people brand, other people idea, đòn bẩy được ý tưởng của người khác. Nên ví dụ mấy ông, ví dụ như là Samsung ấy, các bạn vừa nghe câu chuyện ấy, có phải là ông chủ Samsung ngồi nghĩ ra các cái loại máy tính bảng, ngồi nghĩ ra điện thoại không? Không. Họ có phòng R&D, phòng nghiên cứu, họ tuyển chọn những cái người mà có đầu óc, có trí tuệ tốt nhất của châu Á, của thế giới này. Sau đấy họ cho đi học. Đấy, sau đấy về, đấy tao cho mày đi học rồi, về mày cống hiến cho tao đi, mày nghĩ đi, mày sáng tạo đi. Đấy thì là other people idea. Có rất nhiều thứ để cái đội, cái nhóm kinh doanh này nó đòn bẩy được. Đấy cho nên là nó dùng cái vô hạn để đổi lấy cái vô hạn, cho nên là cái đội này là đội có nhiều thời gian. Cái đội bên này là đi kiếm tiền, bên trái kim tứ đồ là đi kiếm tiền, còn bên phải kim tứ đồ là đi kiếm một cái gì đó, kiếm một cái công cụ để tạo ra tiền. Nó khác nhau nha, khác nhau. Thì cái nhóm kinh doanh này là vừa có tiền vừa có thời gian. Rồi cái nhóm đầu tư, nhóm đầu tư là những người như nào? Nhóm đầu tư là nhóm dùng tiền để tạo ra tiền, dùng tiền để tạo ra tiền. Cái nhóm kinh doanh này này là dùng hệ thống, dùng con người, dùng cơ sở vật chất để tạo ra tiền. Còn nhóm đầu tư là dùng tiền để tạo ra tiền. Tiền nó có ốm không các bạn? Nó có hôm nay hôm hôm nay em mệt không? Nó có bảo là hôm nay là bố em đi viện không? Nó bảo là hôm nay em đang chán đời, em đang thất tình không? Không, nó rất là trung thành. Và tiền nó không mệt, nó có thể làm cho chúng ta suốt cả ngày được. Đấy, nhưng mà có một câu đấy là tiền với thằng ngu rồi nó cũng sẽ rời nha, xa nhau thôi. Tiền với thằng ngu thì sẽ rời xa nhau thôi. Đấy nên là nếu như mình không có đầu óc ấy, thì mình kiếm bao nhiêu tiền ấy thì nó cũng đi hết rồi. Thì nó có một khái niệm đấy là cột tiền và cột não. Cột tiền và cột não nó luôn bằng nhau. Cột tiền và cột não là bằng nhau. Nếu như vậy chẳng may mà các bạn tiền nó có nhiều lên, nó có cao hơn cột não này, rồi thì nó sẽ về cân bằng với cột não thôi. Nên là các bạn có thể thấy là ví dụ là anh chị em đọc những cái câu chuyện của những cái người trúng số ấy, có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn, nhưng mà vài năm sau là tiêu hết, mất hết, rơi hết, không không đủ khả năng để giữ tiền. Còn nếu như mà cột não của chúng ta cao ấy thì yên tâm là một điều là rồi về sau chúng ta sẽ kiếm được tiền, nó cân bằng thôi, cột tiền bằng với cột não. Cái nhóm đầu tư nó có một cái lợi thế nữa. Đấy là cái nhóm này là họ rất là nhiều thời gian. Họ ngồi để họ nắm được những cái thông tin của thị trường. Thì cái nhóm này họ cần phải giỏi hai kỹ năng gì các bạn? Hai cái kỹ năng của nhóm đầu tư. Cái kỹ năng thứ nhất đấy là kỹ năng sử dụng vốn. Sử dụng vốn. Sử dụng vốn có nghĩa là bây giờ tôi đưa cho ông 10 đồng, ông tạo ra 12 đồng, ông tạo ra 15 đồng, ông tạo ra 20 đồng, ông tạo ra 100 đồng.
Thì đấy là kỹ năng sử dụng vốn. Cái kỹ năng thứ hai là gì các bạn? Kỹ năng thứ hai là huy động vốn. Đấy thì giỏi hai kỹ năng này, sử dụng vốn và huy động vốn. Thì anh chị em có muốn sang cái ô đầu tư này không? Thì thực tế là mình nhiều khi mình nghĩ là mình phải có tiền thì mình mới sang được cái ô này. Thì cái đấy nó là một phần thôi. Chủ yếu nó là kiến thức, tri thức. Chủ yếu là tri thức. Thì sau này thì mình sẽ học kỹ hơn về cái phần này. Không cần nhiều tiền vẫn có thể trở thành nhà đầu tư được. Thì sử dụng hai kỹ năng là sử dụng vốn và huy động vốn. Xong nghe xong như này thì anh chị em mình muốn ở bên nào? Muốn ở bên phải kim tứ đồ, nhưng hiện tại bây giờ mình đang ở ô nào? Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.